Huyện Hoài Đức hiện nay rất là phát triển ở thành phố Hà Nội, và đồng thời cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như là mọi thứ xung quanh đều đang rất phát triển. Và Ngọc Ánh trong video này sẽ giới thiệu tới quý vị một cái căn nhà ở huyện Hoài Đức được xây dựng độc lập, ô góc hai mặt thoáng ô tô 7 chỗ vào nhà, với cái đường ngõ giao thông đi lại quá là hợp lý và giá chào bán vô cùng thuyết phục nha mọi người. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà siêu phẩm. Với căn nhà này thì lô góc hai mặt thoáng được thiết kế và xây dựng độc lập, duy nhất một căn hai cửa mọi người ạ. Hai cái cửa cuốn, và căn nhà này thì ô tô có thể vào nhà quý vị nhá. Ô tô 7 chỗ vào nhà thoải mái, diện tích là 35m2. Với hai hướng cửa này thì có một hướng là hướng đông nam và một hướng là hướng tây nam. Ngõ thông tứ phía, nó thuộc xóm Hạnh Phúc, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, giá chào bán hiện tại của cái căn nhà này 2.830.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế ô tô vào nhà. Với cái vị trí đi lại giao thông rất chi là thuận tiện. Từ vị trí của cái căn nhà này, nó cũng xem với lại cái khu vực thuộc phường Yên Nghĩa ấy mọi người ạ. Đi lại tiện lợi, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Tố Hữu Lê Trọng Tấn, gần với lại cái trục đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương. Với căn nhà này, cái phần hoàn thiện đã chỉn chu hết, gần như là chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Ở trong nhà thì còn một chút đồ chủ đầu tư chưa dọn dẹp nữa thôi, còn đâu thì phần hoàn thiện đã xong hết rồi. Hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà thì cũng đã được hoàn thiện xong hết hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Cửa đây mọi người có thể thấy không, quá là thoáng luôn. Với cái căn nhà lô góc này thì không có vuông đét như bánh chưng mọi người nha. Đây mọi người có thể nhìn thấy luôn, ở đây nó có 5 cạnh. Tuy nhiên đấy, mọi người thấy không, thiết kế quá là đáp ứng cái công năng sử dụng, cũng như là rất là hài hòa với cái thửa đất. Ở đây nó có một cái ô cửa sổ rất là thoáng để mở hướng ra phía bên ngoài. Ngoài phần cửa chính, hai cửa chính thì ở đây có một phần cửa sổ. Và phía tầng 1 của ngôi nhà ở đây thì thiết kế cho mình một cái phòng vệ sinh nhỏ nhắn. Đây là phòng vệ sinh ở phía bên trong tầng 1, nhỏ nhắn thôi, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, ngõ thông cho nên dân cư đi lại vô cùng đông đúc và rất là ổn ảo luôn mọi người ạ. Hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang là ốp đá đen cổ trắng. Và Ngọc Ánh xin trân trọng mời quý vị lên khám phá các tầng ở phía trên của ngôi nhà này, xem ngôi nhà hai mặt thoáng như này thiết kế công năng ra sao. Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Đây mọi người ơi, cái căn nhà thực sự là với cái lô góc thiết kế như này là quá đỉnh luôn đấy mọi người ạ. Mọi người có thể nhìn giúp em này, cửa sổ thông thoáng tứ phía luôn. Đây. Đó. Riêng cái trên tầng 2 này thì chủ nhà thiết kế phòng khách và phòng bếp. Phía tầng 1 thì quý vị nào có ô tô thì thiết kế gara ô tô nha. Còn ở đây trên phía tầng 2 đây thì là thiết kế một cái không gian phòng khách, một không gian phòng bếp. Hệ thống tủ bếp thì được thiết kế và lắp đặt đầy đủ hết rồi. Mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp gạch. Và đây với cái căn nhà thì đúng sử dụng một cái tông màu chủ đạo của cái không gian bếp, đó là toàn bộ màu trắng tinh. Đồng thời gạch lát nền sơn đều sử dụng màu trắng, cho nên vào không gian nhà này nhìn nó rất là thoáng và rộng mọi người ạ. Với cái phần tầng 2 thì ở đây có thiết kế cho quý vị một bồn cầu liền khối, lavabo, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, quạt hút mùi, gương tắm. Đây lavabo đây, nói chung là công năng sử dụng rất chi là hợp lý mọi người ạ. Đây là cái không gian phòng khách, cửa sổ mở ra đây rất thoáng lô góc. Căn nhà này thực sự để mà nói thì cái phần thiết kế của nó rất là hợp lý mọi người ạ. Đây, hệ thống trần thạch cao hai bên, phòng khách, phòng bếp, hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần. Căn nhà này giá chào bán 2.830.000.000, bao toàn bộ phí thuế, có thương lượng và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị nhà mọi người nha. Mọi người muốn tìm hiểu về cái phần ngân hàng thì cứ vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh. Và sau đây mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Mời mọi người theo em vào cái phía phòng ngủ đầu tiên. Đây, căn phòng ngủ hướng ra bên ngoài, ban công mở được mọi người ạ. Đây,
Phía cái hướng ban công này là hướng đông nam, rất là mát. Cái phòng ngủ này thiết kế thì cũng khá chi là hợp lý. Và ở đây thì ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Đấy. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ lim. Đây còn một cái ô cửa sổ nữa để lấy thoáng. Với cái phần này thì quý vị có thể mời bên nội thất về để đặt tủ quần áo. Còn kia là phần giường tủ, rất chi là hợp lý mọi người ạ. Ngoài chia sẻ rồi, lô góc nó không thể vuông vắn như kiểu là lô thường, mà kiểu là 3x10 hoặc 4x10 được. Với cái lô này thì nó là mấy cạnh cơ. Tuy nhiên thì về cái công năng sử dụng cũng như là Ngọc Ánh review rất cụ thể chi tiết các tầng hướng như thế nào cho mọi người. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đây, hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo, đáp ứng công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Còn một phòng ngủ nữa mọi người ạ, đây. Phòng ngủ ở phía tầng 3 đây. Phòng này thì có vuông vắn hơn một chút. Đấy, phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng. Không có phòng nào là không cửa sổ. Đây là còn là cửa ban công mở hướng ra phía bên ngoài đây. Mọi người có thể bước chân ra phía bên ngoài, có thể trồng hoa. Nói chung là khá là hợp lý với cái vị trí đường ngõ thông, ô tô vào nhà, đi lại giao thông rất thuận tiện. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà nhá. Quánh bước chân lên trên phía tầng 4 thì ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang như Ngọc Ánh vừa chia sẻ với quý vị, từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế tiếp theo, đây là cái phần để máy giặt mọi người ạ. Đây, ô giếng trời thoáng. Và với cái không gian trên tầng 4 này thì chủ nhà thiết kế tiếp theo một cái phòng ngủ ở trên đây. Đây mọi người nha, thiết kế tiếp phần phòng ngủ cho quý vị. Đó, vô cùng thoáng mát. Xung quanh ở đây dân cư thì rất là đông đúc, đi lại giao thông ngập tràn tiện ích. Trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đi lại rất là thiện. Và còn một cái phòng tiếp theo ở đây nữa mọi người ạ. Phòng này thì nói tóm lại là chủ nhà thiết kế có thể quý vị làm phòng thờ, phòng làm việc. Nhưng mà nếu như Ngọc Ánh nhận xét thì căn nhà này là có 4 tầng, 4 phòng riêng. Phòng này có thể quý vị làm phòng thờ, phòng làm việc. Và phần còn lại đây chính là phần sân phơi. Đây, phần sân phơi của ngôi nhà. Nói chung là đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng quá ư là hợp lý. Với một cái vị trí căn nhà đường ngõ thông, xây dựng độc lập, ô tô vào nhà quá chuẩn chỉnh. Lô góc, hai mặt thoáng, cửa mở tứ phía, ánh sáng ngập tràn, giá chào bán 2.830.000.000 đồng. Vị trí đang thuộc xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.